chào các bạn, chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân và gia đình nhé. Ở clip này thì mình sẽ mở khóa nhân vật Song Ji, nhân vật mới cho các bạn update lần này các bạn. Đây, mình sẽ mở khóa rồi đây các bạn ơi. Vậy là mình đã có thêm một nhân vật trong bộ sưu tập nữa rồi các bạn. Và hôm nay thì Song Ji của chúng ta không gửi cái ván trượt đi kèm với các bạn update lần này là cái ván trượt Nalus các bạn, mà Song Ji sẽ sử dụng cái ván trượt đó chính là cái ván Bamboo. Và cái ván này các bạn. Và đây cũng chính là lời yêu cầu của một người bạn mới của kênh các bạn. Người bạn mới của chúng ta có cái nick là Nguyễn Thị Ngoan. Xin chào bạn Nguyễn Thị Ngoan nhé. Và cái nhạc nền thì bạn Nguyễn Thị Ngoan yêu cầu cái nhạc nền ở cái bản update Bali các bạn. Vậy là hôm nay thì chúng ta sẽ thưởng thức âm nhạc ở Bali nha các bạn. Đây, cái bản nhạc này đây các bạn. Và trước khi chúng ta khám phá thành phố Lạc Dương thì mình cũng xin chúc cho bạn Nguyễn Thị Ngoan có một ngày mới luôn vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình, cũng như là sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé bạn Nguyễn Thị Ngoan. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc ở Bali và khám phá Lạc Dương cùng với nhân vật mới Song Ji. Và xuất phát thôi các bạn ơi.